đã quá đỏ anh em ơi, chùm 19 chín đỏ nha. Con này nè, một chủ hồi đó mua mới luôn, gấp mới luôn đó anh em, nhưng mà ta do ta làm bị mất cái thẻ nó, thành ra ta làm cái thẻ lại lúc mà anh làm lại cái thời điểm bốn số còn được giữ đó anh em nhớ không. Trời ơi kỹ nè, quá xá luôn, còn kim đồng hồ nè hả, đã lắm anh em ơi. Nó Vinh nè, anh em đừng thấy lỡ lỡ nhưng mà khi dễ nha, có nhiều anh em á chơi xe cổ ngộ lắm, dòm như vậy mà thích á đó. Có ai giống em không, đừng thấy bóng bóng mà khoái nha đó, nhiều khi dòm như vậy mà thích á, đã lắm anh em ơi. Chống dựng này của nó còn luôn nè, chống dựng nguyên cội nè, bây giờ mua chống này không có đâu, nó không được dày gì đâu, đầu không thông luôn nè, gấp hộp sên nè, quá đã luôn, cái gì đẹp chạy chỉ lăng quăng chạy chỉ đó, tem sườn đúng tem luôn nè, không mẻ một miếng, cái sườn nè đẹp nè, cái sườn anh em coi nè, đang coi chạy cái sườn như này mà mở ngáo qua cái sườn chịu gì nổi luôn á anh em coi nè, hết có biết luôn, dành xe âm đúp luôn nè, áo sống đầu zin theo xe quá luôn anh em ạ, quá đã, 2000 hả, bố đích đen, ồ nó lỗi nè xíu đó, áo zin luôn. Nấu gì luôn anh em ha, anh em cứ coi khỏi coi nhiều đâu, nếu mà 2000 anh em có thấy số cuối mà không không hoặc là không ngọt là nó đó, còn ví dụ đời sau này thì nó cao lắm, nó 20 mấy hay 20 gì đó ha, cái coi cái số cuối đó, 9 2000 là nó đó nè, cái Vinh nè, dán keo nè anh em dòm nè, dán keo nè, hết có biết chưa nè, cái đỏ nè, màn ơi đẹp nè đó, giờ phải giải kiếm nha, cái sườn nè anh em, sườn nè nè, vết sườn nè, đầu cổ nè đó, nhìn đẹp tự nhiên luôn, con xe này mua về như là không có rửa luôn anh em, giờ coi móc nè, không rửa luôn, vệ sinh cho nó thơ sơ lại là chơi rồi hả, kiếm trong nóng độ con còn đầy đủ, cánh bẩn này kia đồ bật sân cánh bẩn có chỉnh nha, cánh bẩn bẩn gió là phải chịu rồi nhá, như còn ở trong nữa thì Vinh á, quá trời thả trời ơi nè đó, nó vậy là mới đúng chắc đó, khỏi chạy đâu chứ, khỏi mà thấy bóng bóng rồi cái đầu ngờ ngờ giật giật nổ vậy là chắc cứu nhất luôn đó anh em ha, bởi vì nãy em nói là ký em nói là gì đây, nhiều anh em ta vẫn thích nè, coi trong đó nè, quá đã luôn, đầu bò nó có ốc nữa anh em, giật kỹ ngốc ốc nó còn màu vàng vàng nữa nè, nó còn màu vàng vàng giữ được chứ, ốc nó còn màu vàng vàng, để coi con này đầu MT hay là đầu TH, đầu ET ha, quá trời luôn đẹp, áo dân kèo luôn, màu đỏ này giờ ít gặp lắm, đỏ này đỏ zin luôn á nha anh em, đỏ là đỏ này, đỏ từ trong hải quan đỏ ra luôn á, chứ không phải là đỏ bên đâu, máy nè, quá cái hơi luôn à, kỹ ghê chứ, dán tem nè, bởi vì những cái xe mà phải chủ phải cố ý giữ gìn để nó mới còn nổi nổi đi chứ, ngoài ra là không, là dễ gì mà tới bây giờ mà còn nổi đâu,
đó, uy tín chưa? Con này về cà phê là tê chiếc cúc rồi. Rồi, giá giao lưu 68 củ nha anh em.